Như vậy đi, chúng ta đã phá được hang cướp, thì để các lão bá tính được sống như ban đầu đi. Phi Yến và Thập Muội, các người sắp xếp một chút, phát cho bá tính những lương thực, vật chất. Ngoài ra, chúng ra mở kho phát lương thực. Ừ, được. Được rồi. Đa tạ. Của người đi, anh không có phần nha. Không cần đa tạ chúng tôi đâu. Không cần đa tạ. Muốn đa tạ thì đa tạ tướng quân Triệu Tử Long đi. Quỳnh ấy là người giết Sơn Tặc đó. Đi. Đa tạ cô nương. Gặp được chúng ta, những người thôn dân này rất hạnh phúc đó. Sơn Tặc cũng không còn nữa, lương thực thì sẽ có đầy lại. Nào, cho ta với. Đây chính là Triệu tướng quân đang phát cho bá tánh bình dân chúng tôi. Một người làm quan như ngài, dựa vào cái gì mà đến đây hả? Sao vậy? Bây giờ ta cũng làm bá tính bình thường rồi, sao ta không nhận được chứ? Hay cho cẩu quan như ông, lúc mà chúng tôi bị Sơn Tặc quấy rối, ông đi đâu hả? Bây giờ thì có lợi ích, ông lại nhận nhanh hơn người ta, đúng không hả? Đúng vậy. Phải đó. Nếu đại tướng quân, người này chính là huyện lệnh cổ thành trước đây, bình thường không có làm gì cả, chỉ biết ức hiếp dân lành mà thôi. Có chuyện này thật sao? Ông đừng được là huyện lệnh, sao lại sai súng như vậy chứ? Ta vốn là huyện lệnh, nhưng mà thời gian trước không biết là thổ phỉ quân phiệt hay là mượn thế lực ngang tàng đuổi ta ra khỏi Nha Môn. Bản thân hắn không biết thế nào lại đến nhận chức ở quan quyền ở đây. Có chuyện như vậy sao? Đích thực là vậy đó. Bây giờ chinh phạt lao dịch, trừng thu thuế, không liên quan gì đến ta hết, đều là do hắn làm mà. Dừng lại cho ta. Hả? Có chuyện gì vậy? Quan quyền đỡ được sao? Ai cho phép các ngươi đến đây phát lương thực hả? Đã có sự đồng ý của quan phủ chưa? Chúng ta đang phát lương thực, cần có sự phê chuẩn của quan phủ hay sao? Hơn nữa, chúng ta phát lương thực vì thấy bách tính không có gì ăn, nên làm chút chuyện lương thiện thôi. Vì quan gia này, chúng ta phát lương thực đúng rồi cho những người nghèo khổ, có gì là sai chứ? Có gì sai đâu chứ? Sai chính là không có sự cho phép của quan phủ. Mà đã là sai thì ta sẽ thu hồi. Các người có nói đạo lý hay không? Đây là lương thực của chúng tôi, dựa vào đâu mà lấy đi chứ? Quá độc ác rồi đó, chẳng khác gì thổ phỉ hết. Miệng mồm cũng gớm lắm đó. Nói ít một chút cho ta đi, mang đi. Mang ta đi gặp quyền lệnh mới đến của các người. Đi. Lại vậy, đứng lại. Muốn làm gì đây? Việc hai vị thông báo, ta và bà con ở đây muốn đến gặp quyền lệnh đại nhân, xin thỉnh cầu. Đợi một chút đi. Bộ bóng tướng quân, bên ngoài cổng Nha Môn đang tụ tập rất nhiều bách tính đó. Muốn tạo phản sao? Đó chính là muốn thỉnh cầu. Tạo phản chính là tạo phản, thỉnh cầu cái gì chứ? Bà con, xin mọi người đừng quá lo lắng, mấy người chúng ta nhất định sẽ đòi lại công đạo. Đúng, chính là bọn họ. Người nào đang ở đó định tạo phản, mau nhận của ta một chưởng. Dược Đức Quỳnh, Đồng Quỳnh sao? Tử Long hiền đệ. Mời. Thật là ý trời đó. Từ lúc chia tay ở Âu Châu, ta và hai huynh đệ bất luận lăn lộn như thế nào vẫn luôn nhắc đến đệ. Đệ có biết không hả? Tử Long, đối với ba vị huynh trưởng dặn lần môn giới đi tìm khắp nơi. Kết quả không ngờ tới, chúng ta lại trùng hợp gặp ở cổ thành. Việc Đức Quỳnh, Tử Long muốn hỏi Quỳnh làm sao có thể làm được quyền lệnh của cổ thành này? Chuyện này khó gì chứ. Lúc đó sau khi ta ly tán với hai vị ca ca dẫn theo mọi người chuyển tới đây, thấy quyền lệnh như vậy rất không vừa ý, ta liền làm cho mấy gậy đánh đuổi hắn ra khỏi đây. Sau này nghĩ lại, quyền lệnh bị đuổi đi rồi, bách tính ở đây ai lo? Vậy nên ta mới đành phải ở đây thôi. Trong coi chuyện này. Nhưng huynh cũng không thể ý vào quyền mà để ép bách tính. Nếu như chuyện này để cho Lưu Hoàng Thúc biết được, ta nghĩ người chắc chắn sẽ không vui đâu. Đấy, Tử Long à, đừng. Đây cũng đúng là sơ suất của lão Trương. Đại đừng có trách mắng lão Trương nha. Tử Long hiền đệ, tuy là lão Trương ta là một người thô lỗ, nhưng mà tuyệt đối không phải người ác đâu. Trưng thu tiền thuế đúng là lệnh của ta, nhưng mà quả thật sự ta đâu có biết đám đanh còn dưới ta lại xử lý chuyện như vậy đâu. Ta vừa mới truyền lệnh xuống thôi,
để chúng kịp thời sửa chữa. Cái cần xin lỗi thì ta đã xin lỗi rồi, còn cái cần trả thì ta cũng trả rồi. Sẽ không có chuyện gì tương tự xảy ra nữa đâu, hả? Được, Dược Đức Huynh đã xử lý nhanh gọn như vậy, vậy Tử Long xin thay bà con kính trọng huynh một ly. Ê, người sai là ta, ta nên bị phạt mới đúng chứ, hả? Nên ta bị phạt đủ. Phải rồi, Dược Đức Huynh cũng ở cổ thành một khoảng thời gian rồi hay sao? Có phải đã biết chuyện của Quan Dị Ca, Hậu Thống hay vị Tẩu Tẩu đi qua đây rồi? Huynh có biết không? Biết chứ. Hai vị Tẩu Tẩu của đệ đang ở trong hầu hạ nhà môn đó. Vậy Quan Dị Ca đâu rồi? Ê, Tử Long hiền đệ, nói ra ta sợ để cười chê. Lúc ta ra thành đón Nhị Ca, hai vị Tẩu Tẩu tính nóng nảy của lão Trương ta, xem tí nữa là xảy ra xung đột rồi. Chờ 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 Tam đệ, để làm cái gì vậy? Đừng có gọi ta là Tam đệ. Phản bội đại ca, đầu hàng trước Tào Tháo, hôm nay còn mặt mũi đến gặp ta sao? Tam đệ, để nghe ta nói. Từ khi ly tán ở Từ Châu, ta không hề biết tung tích của đệ và đại ca. Để bảo vệ an toàn cho vị Tẩu Tẩu mới tạm thời đầu hàng Tào Tháo, cho đến khi nhận được thư của đại ca, đi lập tức chạy đến đây gặp mọi người. Nếu Tam đệ không tin, có thể hỏi hai vị Tẩu Tẩu. Nhị thúc nói thật hết đó. Trên đường đi, nhị thúc thật sự đã giết không ít tướng lĩnh của Tào Tháo. Tẩu Tẩu, đừng có nghe lời ngon tiếng ngọt của hắn. Trung thần không theo hai chủ, nhất định Tào Tháo phái người tới đây bắt chúng ta để làm công. Nếu như ta đến đây để bắt đệ thì phải dẫn theo binh mã, nhưng mà hiện giờ bên cạnh ta chỉ có hai người, làm sao có thể bắt đệ đây? Đây không phải là binh mã của ngươi sao? Đối diện cũng vô ích, cứ đợi ta giết bọn chúng đi, thể hiện sự thật lòng của ta. Chưa. Lữ quân. Chưa. Quan chủ, ngươi giết chết cháu ngoại của ta, lão phu đến đây báo thù đây. Chưa. Chưa. Tam thúc thật sự hiểu lầm. Tam đệ, mau đứng lên đi. Nhị ca, Tam đệ nhớ huynh lắm. Nhị ca cũng nhớ đệ. Tam đệ, bây giờ nghĩ lại, thật sự ta xấu hổ lắm. Dược Đức Huynh là người ruột để ngoài gia cũng không trách cứ đâu. Hai người chưa thể tay chân mà, chắc hẳn là càng đánh càng thân thiết thôi. Vậy nếu như thật sự đánh nhau rồi thì cũng có lẽ là người tám lạng kẻ nửa cân, khó mà phân biệt lắm. Thanh Long Yển Nguyệt Đao của huynh ấy lợi hại lắm, nhưng mà Trượng Bát Xà Mâu của ta cũng không kém. Nhưng mà huynh ấy là ca ca của ta, đương nhiên là phải dựng đệ một chút rồi. Tốt xấu gì thì cũng phải để cho ta đâm vài nhát. Đúng rồi, Dược Đức Huynh, Quan Dị Ca giờ đang ở đâu? Quan Dị Ca ở lại chăm sóc cho hai vị Tẩu Tẩu. Huynh ấy cũng qua Nhữ Nam cùng với Tôn Càn và Tôn Tiên Sinh để giúp đỡ đại ca rồi. Nói như vậy thì đã liên lạc được với Lưu Quang Thúc rồi. Đại ca ở chỗ Viên Thiệu đã không còn là kế sách lâu dài nữa rồi. Nay ta đã gặp lại Dị Ca, đương nhiên sẽ đón đại ca trở về. Mọi người cùng đoàn tụ. Hả? Nói như vậy sẽ sớm gặp được Lưu Quang Thúc rồi. Đương nhiên rồi. Nào Đức Quân.
Tướng quân. Hốt hoảng cái gì chứ? Không thấy ta đang tiếp khách sao? Tướng quân, là tin tốt đó. Quan tướng quân đi đón chủ công, hiện giờ đang ở ngoài nhà môn rồi. Thật không đó? Thật cả. Thủ Long Huyền đệ, đến sớm không bằng đúng lúc. Chúng ta cùng đi đón tiếp đại ca. Không. Mời Thủ Long Huyền đệ. Đại ca. Đại ca. Tam đệ. Cuối cùng huynh cũng đã đến rồi. Tam đệ. Quả nhiên là đệ. Tam đệ. Quá tốt rồi. Ba huynh đệ chúng ta phiêu bạc tứ phương, trải qua bao sóng gió như vậy, hôm nay có thể gặp lại, đúng là may mắn mà. Phải cảm tạ ông trời mới đúng chứ. Tam đệ, nào đứng dậy đi. Đại ca, huynh nhìn xem, huynh nhận ra ai không? Lẽ nào là Tử Long huynh đệ sao? Tử Long, bái kiến quan thúc. Đúng là Tử Long huynh đệ rồi. Quả nhiên là cậu Triệu Tử Long à? Đúng là Tử Long. Ông trời đúng là không phụ lòng người. Tử Long phi bạc giang hồ, vượt qua càng núi, cuối cùng cũng gặp được quan thúc. Nào nào, Tử Long đứng dậy đi. Cô đứng dậy đi. Được rồi, được rồi. Lưu Bị ta có tài đức gì, hôm nay có thể gặp được ba vị huynh đệ như vậy, lại được Triệu Tử Long phụ tá, từ nay một chân trời mới rồi. Đa tạ ông trời phù hộ, rất đa tạ. Phu quân, hoàng thúc, người đi đường vất vả rồi. Hai vị phu nhân, Lưu Bị ta vô năng, để hai vị phu nhân chịu khổ rồi. Quân thần đoàn tụ, toàn gia đoàn viên. Đúng là quá tốt, quá tốt rồi. Tử Long, bình thường ta hay nghĩ nửa đời trước của ta gặp vô số khó khăn như vậy và gian khổ nữa, nhưng mà cũng đem lại cho ta rất nhiều bất ngờ. Nhưng lần này thì có thể gặp lại cậu đó, ta thật sự rất là vui. Tử Long một lần muốn ở bên Lưu Quang Thúc để chấn hưng kháng thất, làm tròn trách nhiệm. Hôm nay cuối cùng cũng như là tội nguyện rồi. Cậu cũng biết rằng ta gặp cậu một lần ở Âu Châu rồi. Ta thường nghĩ đến lúc đó ta và dân trường giật đức quen biết cậu sớm hơn, vì không phải là ba người kết nghĩa nhân đạo nữa, mà là huynh đệ tứ kết kim lai. Tử Long, chi bằng từ đây chúng ta xưng huynh đệ đi. Tử Long không dám. Tử Long đã đầu quân chỗ ngài rồi. Ngài chính là chủ công của ta, theo lễ quân thần không thể đi quá giới hạn được. Không không, chúng ta là huynh đệ tốt mà, phải tương thân tương ái chứ. Đệ đâu cần cả sáu như vậy chứ. Mọi người qua đây. Đây, họ là chủ công, để ta giới thiệu với người. Ừ. Vị này là Liễu Thượng, Tử Ngôn Thành, là huynh đệ lớn lên cùng ta. Vị này nghĩa là muội muội của ta, Thập Muội. Hai muội ấy từng gặp ở Âu Châu. Ừ. Còn có sư muội của ta, Lý Phi Yến. Ba người bọn họ đi cùng Tử Long suốt chặng đường, là bạn hữu tố, cùng sinh ra tử. Bái kiến chủ công. Công miệng lại đi. Đây là bằng hữu của Tử Long, vì điều là bằng hữu của ta rồi. Tử Long lần này gọi mọi người đến là có việc muốn nhờ giúp, hy vọng chủ công tiếp đạp bọn họ. Tử Long, chúng ta lần này thật sự là khổ tận cam lai đó. Thật sự là không thể không bái phục vì thủy kính tiên sinh này, là ngày ấy để chúng ta đến đây đó, lại gặp được chủ công nữa. Hơn nữa, ta vốn dĩ cho rằng chủ công là một người trưởng giả thật đáng ngưỡng mộ, rất khó để tiếp cận được đó. Thế nhưng khi tiếp cận, tiếp xuống mấy ngày rồi, ta cảm thấy con người ngày ấy cũng rất thân thiết mà. Tử Long, Quỳnh nói cái gì đi chứ?
Ngô Thành, chúng ta đến đây chính thức đầu quân dưới trướng của chủ công. Tương lai ra trận quyết định, huynh có sợ không? Ta không sợ, ta chỉ cần đi cùng huynh thôi. Đi đâu ta cũng không sợ đâu, ta với huynh như hình như bóng mà. Kinh đi. Đang nghĩ gì vậy? Không nghĩ gì hết. Cũng chẳng còn gì đáng để ta nghĩ nữa. Sau khi thúc phụ chết, mụ cứ như vậy. Kinh đi à, có thể nhanh chóng hồi phục trở lại không? Ta đã liên tiếp phái mấy tớp người ngựa đi điều tra tung tích của Tử Long. Ta nhất định sẽ tận tay bắt hắn, giao cho mụ xử lý. Ta biết đại khái phương hướng của chàng ấy. Muội biết sao? Đi theo Lưu Bị chính là nguyện ước trước giờ của chàng ấy. Một khi tìm được Lưu Bị, ta nghĩ có lẽ không khó tìm thấy chàng ấy. À, vậy thì tốt quá rồi. Đây chính là manh mối. Hả? À, Kenny à, có một việc ta muốn bàn với muội. Hứa Đô đã nhiều lần phái mật sứ đến, kêu gọi Thường Sơn ta đầu hàng. Huynh đồng ý đầu hàng Tào Tháo sao? Đừng quên, chức vụ quận thủ Thường Sơn là Viên Thiệu cho huynh. Xưa không giống như nay nữa. Viên Thiệu và Tào Tháo đấu đá với nhau, thất bại thảm hại, cục thế Trung Nguyên đã bị Tào Tháo nắm giữ. Huynh cũng biết nhìn thời cuộc đó. Mật sứ lần này đến là tộc huynh của muội Hạ Hầu Đôn. Huynh ấy nhờ ta chuyển lời với muội và hỏi thăm muội. Hạ Hầu Đôn dưới trướng của Tào Tháo cũng có thể được coi là mãnh tướng, rất được nghĩ trọng. Ta nghĩ nếu là do huynh ấy tiến cử thì chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Huynh có ý muốn đầu quân Tào Tháo, lẽ nào Viên Thiệu tha cho huynh sao? Ta cứ thủ Thường Sơn, lũy cao hào sao? Chắc bây giờ hắn đối phó với lại đại tướng của Tào Tháo còn không kịp, làm sao có thể làm gì được ta? Huynh đã suy nghĩ kỹ rồi thì còn đến hỏi ta làm gì nữa? Sương Nhi, Sương Nhi. Tiểu thư. Sao em lại ngồi đây? Là tiểu thư bảo em ngồi đây để giám sát Mã thiếu gia mà. Sao Mã thiếu chủ ra khỏi cửa từ lúc nào vậy? Tại sao em không biết chứ? Nhà đầu ngốc này, ta đã theo huynh ấy mấy con phố rồi. Đúng là chủ tử thế nào thì nha hoàn cũng như vậy. Huynh. Đi theo. Dạ. Thiếu chủ, chuẩn bị xong hết rồi. Ta thấy chủ tớ các ngươi nên thương lượng với nhau, chia thành hai ca sáng tối, tránh để lạc mất ta. Ta cũng đang có ý này đây. Dù sao huynh cũng không thấy phiền, ta cũng không thấy mệt, vừa hay. Nếu đã thu dọn gần xong rồi thì chúng ta chuẩn bị rời đi. À, được rồi. Huynh chuẩn bị đi hay sao? Ừ. Đi đâu? Không lẽ là Tây Lương? Cô quản được sao? Ôi trời, Mã Mạnh Khởi, ta xin huynh đó làm ơn đi. Nếu huynh mà về Tây Lương thì tiện thể đem ta đi giới, đưa ta đi gặp phụ hậu của huynh. Còn gì có mượn được binh hay không thì mặc kệ ta.
Ta nói Công Tôn cô nương này, sao cô lại cứng đầu vậy? Ta có thể không cứng đầu hay sao? Người chết đâu có phải là cha huynh, tất nhiên huynh nói vậy thôi. Xin lỗi, ta lỡ lời. Thôi được rồi, vậy ta sẽ giúp cô phân tích. Công Tôn cô nương một lòng muốn giết Diên Thiệu để an ủi linh hồn của cha cô ở suối vàng, nhưng ta nói cho cô biết, cô không cần phải nhất thiết tốn công tốn sức như vậy, vì chẳng bao lâu nữa Diên Thiệu nhất định sẽ diệt vong, hà tất phải đích thân như vậy? Huynh nói câu này có nghĩa là gì? Lẽ nào huynh đã có được tin tức gì rồi hay sao? Hey, ban đầu Diên Thiệu từ lần trước bại trận ở Quan Độ cũng đã hao binh tổn tướng, đại thương nguyên khí, lại vẫn không biết chừa, vẫn tập kết binh mã Ký Châu, U Châu, Thành Châu và Tứ Châu cùng với Tào Tháo quyết một trận sống còn. Có điều ta thấy số phận quân của Diên Thiệu đã tận, ngày bại vong cũng sẽ không lâu đâu. Tào Tháo thực sự lợi hại như vậy sao? Thuộc hạ của Tào Tháo binh nhiều tướng mạnh, hơn nữa còn có Tung Dực và Thành Dục là mưu sĩ phò trợ, luận về khí chất thì cực kỳ hưng thịnh. Ông ấy một mặt có thể tấn công Diên Thiệu, mặt khác có thể chống đỡ được tập kích Hứa Đô từ Lưu Bị, có thể gọi là dụng binh như thần, thành thạo điêu luyện. Nói về Lưu Bị, Lưu Bị này với Nhữ Nam huynh động quân lên phía Bắc, ở Nhường Sơn đã từng giao chiến với đại quân của Tào Tháo. Lưu Bị chiến đấu vất vả, mấy lần bị nhốt, cũng may mắn là mấy ngày gần đây có được một vị tướng mãnh tên là Triệu Dân. Triệu Dân? Đúng vậy, tên Triệu Dân đó võ công không thấp hơn Quan Vũ và Trương Phi đâu. May mà nhờ có huynh ấy kiềm chân, tướng quân mới không bị Tào Tháo giết, mới khiến cho Lưu Bị an toàn thoát khỏi. Cô nương không phải là có quen biết với Triệu Dân sao? Tiểu thư nhà ta với Triệu Dân đâu chỉ là quen biết, sớm là người trong lòng của ngài ấy rồi. Vậy kết quả thì sao? Người bảo nói ra đi. Sau này Lưu Bị lập tức ở Nhữ Nam gặp phải tấn công, từ lúc đó mới rút về Kha Châu. Cũng chính là Triệu Tử Long bây giờ vẫn còn ở Kha Châu, có phải không? Có lẽ là vậy. Vậy quá tốt rồi, cuối cùng ta cũng có được tin tức của cha. Không ngờ rằng huynh ấy đã vào dưới trướng của Lưu Bị làm tướng quân. Huynh ấy nhất định giúp ta giết Diên Thiệu. Sư Nhi, chúng ta đi thu dọn hành lý đi. Được. Hả? Nè Bảo Nguyệt, Công Tôn cô nương, cô là... Chúc mừng huynh được giải thoát, ta có kế hoạch mới rồi, không theo huynh nữa. Dì Hiền đệ. Cảnh thân huynh khi chất phi phạm, nổi danh thiên hạ, Lưu Bị đã muốn đến dự kiến từ lâu rồi. Nhưng thật không ngờ hôm nay ta mang theo tàn binh bại tướng, mà huynh còn đích thân xuất hành nghênh đón. Lưu Quyền trước đây vì sự coi trọng mà thấp thỏm không an toàn, đa tạ cảnh thân huynh. Hiền đệ, thắng bại là chuyện bình thường, đừng để trong lòng chứ. Huynh đệ ta cùng một họ, để đến chỗ ta là đúng rồi đó. Bây giờ ta sắp xếp ổn thỏa cho đại hết rồi, mong rằng hiện đại từ nay về sau coi Kinh Châu này như là nhà của mình đi. Nếu có nhu cầu gì cứ nói với ta, khi ta gặp nạn huynh trưởng đã ra tay giúp đỡ, hiền đức thật sự vô cùng cảm kích. Hiền đại à, huynh đệ với nhau mà đừng nói gì cảm kích chứ. Ta đã chuẩn bị tiền đồ hết rồi, đặc biệt thiết đãi đệ, xin mời. Đa tạ.
Kiếm pháp của thừa tướng thật tốt đó. Đã mang người tới rồi sao? Dạ. Quận thủ Thường Sơn Cao Tắc tham kiến thừa tướng. Phó tướng Canh Thuận tham kiến thừa tướng. Biện lệ. Tạ thừa tướng. Chân định xem ra người có phúc thật đó, vừa đến chỗ ta thì đã được mở mang tầm mắt rồi. Người có hiểu biết gì về hai thanh bảo kiếm này không? Thứ tội cho tiểu nhân ngu dốt. Thanh kiếm treo ở đây là Ý Thiên kiếm, còn thanh Hạ Hầu Ân đang cầm trên tay là Thanh Công kiếm. Ý Thiên kiếm dùng để chấn quyền, Thanh Công kiếm dùng để giết người. Thì ra đây chính là hai hộ quốc thần khí trong tông miếu của nhà Hán. Nghe nói người có được Ỷ Thiên và Thanh Công là sẽ có được thiên hạ. Chúc mừng thừa tướng có được hai thanh bảo vật này, đợi sau này có thể xây dựng đại nghiệp mới có thể nói là danh chính ngôn thuận. Xem ra người đối với hai thanh bảo kiếm này người cũng hiểu biết chút ít đâu. Không dám. Cao Tắc năm đó phò tá Đổng Trác đã từng nghe nói qua một ít. Năm đó người dưới trướng của Đổng Tặc hiến tỷ thị quan nghênh đón chư hầu nhập quan. Lúc đó ta đã biết rồi, ngươi không phải là một kẻ tầm thường đâu. Mới còn trẻ tuổi mà đã có thể nhìn rõ thế cục như vậy, văn võ song toàn, còn biết cách dùng binh. Tiếc là sau đó lại dưới trướng của Hạ Hầu Kiệt, tài năng khó tránh khỏi bị gò bó rồi. Thừa tướng quá lời rồi. Văn Định từ nhỏ đã ghi nhớ sự dạy dỗ của gia phụ, lập chí là phải trở thành một người trung hiếu và kính trọng. Vì lệnh tôn là. Thưa thừa tướng, gia phụ là kỵ tướng quân Cao Tuần. Cái gì? Kỵ tướng quân Cao Tuần là cha của người? Chính là phụ thân của tiểu nhân, ngài biết sao? Không chỉ là quen biết, năm đó lịch tổ đã từng dẫn dắt ta. Đáng tiếc ông ấy khuất sớm rồi, ta không có cơ hội báo đáp. Giờ đây con trai của cố nhân đến đầu quân chỗ ta, đây chính là ý trời. Văn Định, sau này ngươi dưới trướng lão phụ mà hành sự, lão phụ nhất định sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Đa tạ ân điển của thừa tướng. Ngươi lập tức khởi hành đi, quay lại Thường Sơn và chờ đợi chỉ thị của ta đi. Tuân lệnh. Dương Định liền đi ngay. Chúc mừng Cao đại nhân có được sự trọng dụng của thừa tướng. Tại hạ đi theo Cao đại nhân cũng được thăm đây rồi, tương lai đại nhân cũng sẽ nâng đỡ tại hạ nhiều. Ngươi phải lấy lại tinh thần, cần cù luyện binh, tuyệt đối không được phụ lòng sự kỳ vọng của kỳ tướng. Hạ quan tuân lệnh. Kinh y. Đi gặp Tạ thừa tướng rồi hả? Tất cả đều thuận lợi. Thừa tướng và ta bàn chuyện vui vẻ, nói là sau này sẽ trọng dụng ta.
Cuối cùng huynh cũng đạt được ước nguyện rồi. Chúc mừng huynh. Sau này huynh không cần theo quân Tào chinh chiến tứ phương nữa chứ? Ừ, ta đã lệnh cho Cảnh Thuần tăng cường luyện binh, có thể chuẩn bị lập chiến công cho thừa tướng bất cứ lúc nào. Cao Tắc, muội muốn tùy quân. Muội muốn tùy quân? Khinh Y à, ta biết muội rất quan tâm đến ta, nhưng hành quân là đánh trận không phải là một việc dễ dàng. Ta thà mong rằng muội có thể đợi ta trong phủ, đợi ta đánh thắng trở về. Huynh đừng hiểu lầm. Hiện giờ chứng thực Triệu Tử Long đang ở dưới trướng của Lưu Bị, mà Tào Tháo và Lưu Bị không tránh khỏi xung đột quân binh. Muội tiến tới cùng quân Tào thì không sợ không gặp được Triệu Tử Long. Nhưng cho dù là vậy, ta vẫn không thể đồng ý để cho muội đi được. Có điều, ta có thể đồng ý với muội, tình hình quân binh có tiến triển thế nào nhất định sẽ báo cho muội biết. Vậy được, theo ý huynh vậy. Đại ca, đại ca, tên Gia Cát Lượng này chẳng qua chỉ là một tên nhà quê, xứng đáng gì để đích thân đại ca đến đây chứ? Để ta bắt hắn. Gặp đại ca. Tâm đi. Ta đi gọi ngài ấy ngay đây. Đây đã. Không có vội đâu. Nếu như các lượng tiên sinh đang ngủ trưa thì để ngài ấy ngủ thêm một chút đi. Dù gì chúng ta cũng không vội đâu. Đợi ngài ấy tỉnh lại rồi thì chúng ta gọi, không vấn đề gì đâu. Ôi trời, Nhị ca, Gia Cát Lượng đang ngủ mà lại để đại ca đứng đây đợi. Cái tính này của đệ, đệ cũng hơi điên lên rồi đó nha. Tên Gia Cát Lượng này ngạo mạn như vậy, quả thật có hơi ngông cuồng. Đúng là ngạo mạn. Để không tin, để ra sau nhà hắn phóng hỏa xem hắn có chịu dậy hay không. Tam đệ à,
đừng có lỗ mãn. Chúng ta cứ xem đại ca hành xử thế nào. Đại Bồng, Thùy Tiên Giác, Bình Sinh, Ngã Tự Tri, Thảo Đường Xuân Tùy Thúc, Sóng Ngoại, Nhật Trì Trì. Tiên sinh, có khách tới thăm ngài. Ai đến vậy? Là Lưu Hoàng Thúc, đợi ngài lâu lắm rồi đó. Tại sao không nói cho ta sớm? Mau mời vào. Dạ. Tiên sinh, mời vào. Ê, Nhĩ Ca. Tiên sinh, mời. Được rồi, người lưu sứ đi. Dạ. Hàng thất bạc tụ, các quận ngu phù, tại hạ Lưu Bị, Lưu Quyền Đức. Nghe danh tiên sinh đã lâu rồi, tại hạ như sớm giang tay bên mình. Chỉ là cái danh hảo, thật không dám nhận. Nhà có mái dầu, chiếu cố không chu đáo, mời ngồi. Tiên sinh, mời. Mời. Tiên sinh, trước đó ta hai lần đến đây thăm hỏi, tiếc là đều không gặp được tiên sinh ở đây, cho nên đã để lại thư tín. Không biết là tiên sinh đã đọc được chưa? Thư của tướng quân ta đã đọc rồi. Biết ngài lo nước và lo cho dân, ta rất khâm phục. Chỉ là tại hạ tuổi còn nhỏ, chưa làm nên trò trống gì, tài nông học cạn, thiếu thốn kiến thức, e là không thể giúp tướng quân được gì đâu. Tiên sinh khiêm tốn quá rồi. Lẽ nào Thủy Kính tiên sinh giới thiệu không lẽ chả được sao? Mong tiên sinh hãy mở lòng trong một chút đi, chỉ điểm cho một ít. Ta biết trồng ruộng tưới cây, sao dám bàn đến những chuyện đại sự như trị quốc dân an chứ? Không không không, tiên sinh là nhân tài an dân trị quốc, bây giờ thói ẩn sơn lâm như vậy không phải là đáng tiếc hay sao? Mong tiên sinh người có thể thay thế cho tấm lòng của bá tính trong thiên hạ, giúp Lưu Bị này một tay đi. Tướng quân, người mau miễn lễ đi. Nếu đã như vậy, ta còn muốn nghe ngài có chí hướng như thế nào nữa. Hàng thất lâm nguy, gian tặc làm loạn, ta quyết một lòng phò tá xã tắc, an định thiên hạ. Chỉ lo là chỉ lo một mình ta, chỉ đáng tiếc là nhiều lần thất bại. Còn dòng tiên sinh có thể giúp ta một con đường đi đúng đắn được không vậy? Từ khi Đổng Trác làm loạn triều chính đến nay, hào kiệt trong thiên hạ nổi dậy. Thật ra lực lượng của Tào Tháo không hơn Diên Thiệu là mấy, cuối cùng lại bị đánh bại, không phải dựa vào thời cơ mà là dựa vào mưu lược. Nay Tào Tháo nắm trong tay vạn dân, ép các nước chư hầu, e rằng khó có thể tranh chấp được. Vậy tiên sinh, nếu như bây giờ ta đi về phía nam thì sao? Không, Tôn Quyền đã nắm giữ Giang Đông nhiều năm, có tướng sĩ và người dân bảo vệ. Hơn nữa Trường Giang địa thế nguy hiểm, rất khó đánh chiếm. Tướng quân nên làm bạn với hắn, chứ không phải là kẻ thù đâu. Nói như vậy thì thật khó cho ta rồi.
Kinh Châu. Kinh Châu. Kinh Châu, đường đi thuận lợi, lại tiện cho quân lính. Lưu Biểu phu tử sớm buồn cũng không phòng thủ được. Tướng quân, đây có lẽ là món quà mà ông trời tặng cho ngài đó. Còn Ích Châu, địa thế thì nguy hiểm, đất đai màu mỡ, từ lâu đã có danh tiếng lẫy lừng thiên hạ. Nhớ năm đó Cao Tổ dựa vào đó mà có được thiên hạ. Nếu như tướng quân chiếm được Kinh Châu rồi, và Ích Châu nữa, củng cố lực lượng kết hợp với Tô Quyền, đợi thiên hạ có biến, thời cơ chín muồi, tướng quân hãy lãnh đạo quan lính ở Kinh Châu chiếm lấy Lạc Dương. Tướng quân lại lãnh đạo quân ở Ích Châu từ Tân Xuyên tiến thẳng Trung Quyền. Như vậy nhất định đại nghiệp sẽ thành công thôi. Hán thất có thể phục hưng mà. Tướng quân mời xem. Đây là bản đồ của 54 Châu Tứ Xuyên. Bây giờ phái Bắc có Tào Tháo đã chiếm lấy Thiên Cơ, phía Nam thì có Tô Quyền đang nắm giữ. Nếu như tướng quân muốn thành bá chương thì phải có được nhân hòa. Nhân hòa. Nếu như tướng quân có được Kinh Châu rồi xây dựng cứ địa ở Tứ Xuyên, tạo thế chân vàng, vừa có được Trung Quyền. Đây chính là sách lược ta thiết kế cho tướng quân đó. Nghe tiên sinh nói, Lưu Bị đã hiểu ra rồi, như mây tan thấy mặt trời. Chỉ có điều Lưu Biểu ở Kinh Châu và Lưu Chương ở Châu cùng họ với ta, chỉ là ta không nỡ đoạt cơ nghiệp của họ thôi. Lưu Biểu tuổi cao sức yếu, không còn ở lâu trên thế gian nữa. Lưu Chương tính tình yếu đuối, khó bảo vệ cơ nghiệp. Nếu như tướng quân không đoạt, ắt sẽ có người đoạt thôi. Được, đa tạ tiên sinh chỉ điểm cho ta. Lưu Bị xin khẩn cầu tiên sinh ở đây cùng mưu đồ đại nghiệp. Không không không, vừa nãy chỉ vì tướng quân muốn giải thích, ta mới to gan dám đưa ra ý kiến đồng cạn này. Hơn nữa, ta đã thích ứng với cuộc sống điền viên hiện nay rồi. Mong tướng quân tha thứ, ta không thể phục mệnh được. Nếu tiên sinh không chịu đồng ý, Sa Tắc lúc nào có thể yên ổn được đây? Bách tính lúc nào có thể bình yên được đây? Lưu Biệt khẩn cầu tiên sinh rời khỏi đi. Tiên sinh chưa từng rời khỏi nhà tranh, đã biết ba phần thiên hạ rồi. Tài thao lực đệ nhất thiên hạ, Lưu Bị thỉnh tiên sinh. Nếu tiên sinh không đồng ý, Lưu Bị ta xin quỳ. Xin quỳ ở đây để tạ tội. Tướng quân bao đứng dậy. Không, tiên sinh, nếu tướng quân không chê, Khổng Minh nguyện góp sức làm trâu cửa. Tiên sinh, đa tạ tiên sinh, đa tạ tiên sinh. Nghiễn, nghe ngóng thế nào rồi? Cô đoán không sai, cảnh tướng quân và Cao đại nhân đã lãnh binh xuất thành rồi, đi cùng với quân Tào Tháo muốn tấn công Lưu Bị sao? Sẽ giao chiến ở đâu? Không phải cô định ra chiến trường đó chứ? Bảo em nói thì em nói đi. Em cũng không rõ, em không biết nữa. Thạch Nghiễn, hiện giờ em làm gì vậy? Em nhất định biết. Từ nhỏ đến lớn chúng ta vẫn luôn cùng bên nhau,
Mỗi lần mà em nói dối á, sẽ ấp áp úng thôi. Mau nói cho ta biết đi, bọn họ đi đâu? Em có thể nói cho cô biết, nhưng mà cô nhất định phải hứa với em tuyệt đối không được ra chiến trường. Bảo em nói thì em nói đi. Nói linh tinh cái gì vậy? Nghe nói quân Lưu Bị đang ở Tân Giả Thành ở Kinh Châu. Tiểu thư không đi được đâu. Bỏ ra. Em xin cô đó không thể đi mà. Tiểu thư à? Ngoài cổng có một vị thầy bói đến cầu kiến, nói là đã hẹn với tiểu thư rồi. Nói bậy gì vậy? Tôi hẹn với thầy bói khi nào chứ? Hả? Bỏ ta đi đi. Tích Nhật Cốc để khắc đàn thương, Kim Triều Quân tiền tặng chiến giáp, Ân Quán Giao Tương Thiên Đầu Tự, Tinh Thù Khắp Tự Vũ Trung Qua. Khoan đã, ông là ai? Tại hạ họ Bàn, tên Thống, tự là Sĩ Nguyên, đến đây gỡ bỏ cục diện bí ẩn cho tiểu thư. Ngươi lùi xuống trước đi. Dạ. Bài thơ mà bạn tiên sinh vừa ngâm khi nãy rõ ràng đang ám chỉ ta và Triệu Tử Long. Xin hỏi ông và Triệu Tử Long có quan hệ gì? Chỉ là bằng hữu thôi. Là chàng phái ông tới? Không không không, tại hạ là không mời mà tới, thích lo chuyện bao đồng. Tử Long tướng quân từ sau khi rời khỏi phủ đệ đã tới Tây Phượng Lưu của ta làm khách đó. Tuy ta và Tử Long tướng quân quen nhau không quá lâu đâu, nhưng đôi bên lại thân thiết, chuyện gì cũng nói với nhau. Triệu tướng quân cũng nói cho ta nghe rất nhiều chuyện giữa hai người rồi. Tiểu thư à, Triệu Tử Long đối với cô cũng xem như là tình thâm nghĩa trọng. Triệu Tử Long nếu chẳng thâm tình thì sao lại một đi không về, cũng chưa từng để lại một lời một chữ nào? Nếu chàng trọng nghĩa thì sao lại dồn cho ta vào chỗ chết chứ? Phải rồi, cái chết của Lệnh Tôn thì ta cũng mà nghe nói giống như tiểu thư vậy. Ông nói là ông nghe nói. Trừ phi tiểu thư chính mắt nhìn thấy Triệu Tử Long giết hại phụ thân mà không phải nghe nói sao? Đây giống như là ngày xưa Triệu Tử Long bị hãm hại trong phủ, giống như dàn tế của Công Tôn Thoảng phải tới. Lúc đó tiểu thư cũng nghe nói, chẳng lẽ còn đích thân đi chứng minh sao? Vậy nên tiểu thư, tuy là nói như vậy, nhưng chân tướng chỉ có một thôi. Có thể tạm thời tiểu thư không biết chân tướng sao muốn tóm được kẻ nói dối này, thì lại là chuyện rất dễ dàng. Ý ông là sao? Ý của ta chính là trong phủ đệ này đó.